Hello anh em, nhận định nhanh thị trường chứng khoán ngày 12 tháng 1 năm 2023. Ok, thanh khoản hiện tại là khoảng 10.500 tỷ, thị trường hiện tại là âm 3 điểm. Một vài những cái tin đồn thất thiệt nó khiến thị trường giảm khoảng 15 điểm sáng nay, khoảng đó, khoảng 10 15 điểm. Sáng nay có những lúc index của chúng ta về ngưỡng 1146, 1146. Đấy cao nhất là 1161 cũng có hồi lên sát tham chiếu nước ngoài sáng hôm nay thì uh, bán dòng của 143 tỷ yeah. bán Vinamilk HDG Vĩnh Hoàn KDH mua MWG Vietcombank APG Ok giao dịch cũng tương đối là nhẹ nhàng thôi không có gì quá là kinh khủng thanh khoản hôm nay tương đối đột biến buổi sáng yeah, khi mà một vài những cái tin đồn khiến chỉ số giảm mạnh sau đó thì dòng banh pullback, đúng không? banh pullback của MBB, MB Bank, Pullback này. Ờ, có ACB, Pullback này, đúng không? Đều Pullback hết. Thế là có những cái điểm mà khiến cho thị trường rất là khỏe bắt đầu kéo lại, đúng không? Ok, với thị trường này thì chúng ta đánh giá nhìn nhận như thế nào? Ở trong cái phiên ngày hôm qua thì cũng đã chia sẻ với anh em tương đối rồi Ở Trong cái phiên ngày hôm qua cũng đã chia sẻ với anh em tương đối về mặt mặt thị trường rồi hiện tại đó là thị trường của chúng ta thì vẫn đang đi theo cái kịch bản đó là cái tuần này là cái tuần mà chúng ta điều chỉnh hai tuần chúng ta điều chỉnh rung lắc đây này dự kiến tham minh thì vẫn là cái tham minh đó thôi hai tuần chỉ 9, mùng một mười chín thì chúng ta sẽ phân hóa điều chỉnh tích lũy tiền tập trung cổ cơ bản kết quả kinh tốt phù hợp ngắm nghĩa cổ phiếu chọn lọc cổ phiếu sau bắt tài chứng quý bốn cái thời điểm này cái thời điểm anh em ngắm nghĩa cổ phiếu và chọn lọc cổ phiếu đi và bắt đầu có những cái tín hiệu thăm dò được là cứ thăm dò dần thôi Yeah, ví dụ sáng nay rũ nhưng mà mình thấy là ví dụ rũ như thế này nhưng mà mình thấy là nó đây này cái mức chỉnh nó về mặt điểm số nhìn rất là kinh do banh điều tiết như các cổ nhóm khác thì chỉnh trung bình quanh hai phần trăm nhưng nó không phải là mức chỉnh mà mình thấy nó nó có thể mua được ngay được đối với những anh em mà chờ rũ vì ví dụ như là mình đã có vị thế rồi thì mình sẽ chờ không phải là mình chờ thị trường mà mình chờ cổ phiếu đó. Ví dụ như là mình chờ cổ phiếu nó rũ thêm một chút nữa Thì bắt đầu mình đi chợ Nhưng mà nó không rũ quá là nhiều đâu Anh em xem ví dụ Nam Kim này Sau khi mà nó rũ hôm trước rồi Thì bây giờ nó nó đứng in luôn Hôm nay thậm chí nó còn hồi phục Đấy hay là VX này những cái con này rất là khỏe rồi MBS này bắt đầu chúng ta nhìn ra được những cái con khỏe của thị trường rồi đi World này đấy đi có nhịp rũ này anh em có đòi rũ nào nữa <laughs> 6 phần trăm ấy trăm 5 đến 7% là phù hợp với một điểm mua số 1 rồi, điểm mua thăm dò. Nếu anh em xem live hàng tối anh em sẽ biết. đến yeah. 5 đến 7% cho nhịp này là phù hợp với điểm mua số 1. Còn lại anh em chờ nó rũ thêm. Đấy thì có điểm mua số 2 hoặc là nó quay trở lại nó vượt đỉnh thì lúc đó hoặc là khi mà lãi của anh em lên khoảng 5 7% thì bắt đầu anh em lại gia tăng thêm. Ví dụ thế. Yeah. chứ anh em phải có cái điểm mua một trước, phải có cái vị thế trước. Rất nhiều cổ hôm nay, ví dụ như là CAI này hôm nay, hôm qua thì rũ rồi đúng không? Còn này rũ hôm trước rồi. CTD hôm nay thì vẫn trên MA20 Đúng không? Đích của hôm nay cũng vẫn duy trì trên MA20 Về đây thì không biết anh em nào có thăm dò một tí không Nói chung là mình thì mình sẽ thăm dò đấy Nhá, không biết anh em thế nào nhưng là mình phiên ngày hôm nay là mình sẽ thăm dò đích đấy ví dụ mình muốn chơi bất động sản thì phiên ngày hôm nay là phiên để thăm dò vì sao Tại vì nếu xác định hai tuần này là hai tuần điều chỉnh ấy sáu phần trăm này dù sáu phần trăm rồi năm đến bảy phần trăm rồi chuẩn tại M20 26.3 anh em có thể thăm dò rồi. Nhá, cứ thăm dò một cái vị thế đặt chân vào nó trước đã xong thì tính tiếp. Nhá. Yeah. KSB này Đấy, à, KSB nó tạo nên đi ngang ở đây Thực sự là nó đang kéo M20 đi lên Nếu mà KSB mà có nhúng lại Test lại cái vùng dưới là vùng 28 Thì chắc chắn mình sẽ nhảy một chân vào Ví dụ thế là test lại khoảng 277 Đấy, Khoảng 1 phần 3 cây nến này, tăng này Hoàn toàn ta nhảy vào đúng không à, Nó xuống test từ trên đỉnh xuống bây giờ Cũng được khoảng 5% rồi Đấy, sáng nay 5% rồi nếu thêm khoảng 1% nữa thì là điểm đều điểm thăm dò hết đúng không đấy là những cái cổ mà chúng ta lưu ý còn chứng khoán độ chứng khoán hôm nay khỏe chứng khoán nay khỏe đúng không banh trứng đúng không một vài con bắt đầu xanh trở lại rồi trong khi mà thị trường đỏ điểm đấy là cái câu chuyện phân hóa mà chúng ta cần phải theo dõi đấy chúng ta cần phải theo dõi nhá yeah. uh, ok giai đoạn này thì với mình thì thị trường nó nó sẽ cần phải thêm thời gian Yeah, sau phiên hôm nay thì sẽ cần thêm thời gian có thể anh em sẽ thấy phiên hôm nay điều chỉnh nó có thể là hồi lại yeah, nhưng bắt đầu nó cho thấy những cái tín hiệu là thị trường của chúng ta bắt đầu rung lắc rồi đúng không rung lắc nó rõ ràng hơn nó rõ ràng hơn so với đầu tuần đầu tuần anh em có thể thấy biên nó hẹp nhưng hôm nay bắt đầu biên nó rộng ra rồi nó mở biên đấy nó mở biên rung lắc đấy vậy thì nó sẽ rung lắc trong từ chiều nay đúng không tuần sau nếu đẹp nhất là hết tuần sau là chúng ta sẽ hết rung lắc là đến uh, tuần sau nữa là bắt đầu thị trường sẽ ổn định trở lại Yeah, thì trong tuần này thì ai đã đi chợ rồi thì nằm yên còn trong tuần sau thì ai chưa đi thì cứ canh thăm dò đi yeah, có vị thế hết đi đến lúc mà thị trường nó ổn thì chỉ có gia tăng thôi đấy ok còn banh khi mà nó kéo như vậy thì anh em cứ cứ chờ đi nhá yeah, khi mà banh nó vững vàng rồi thì cứ chờ các nhóm khác đi không cần nhất thiết phải đu banh vào nếu không mua được ở những cái nhịp back đâu nhá yeah. ok cá nhân mình thì mình không đánh banh anh em biết rồi Đúng không? Vẫn đang chờ những cái cổ khác thôi, vẫn nằm yên, nằm im khoảng tháng 2 tháng này rồi nhá. Yeah. Anh em trồng những SHS sideways cả hai tháng này, VIX này, MBS này đúng không? Làm gì có ai có ăn đâu. Chẳng có ai có ăn đâu nhá, yeah. sideways cả hai tháng này chỉ có anh em cổ đông banh là có ăn thôi. Vì thế nên thôi cứ nín thở nằm chờ thôi, chỉ biết sao giờ nhá, yeah. không cần phải nhảy nhót lung tung đâu. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em đầu tư thành công nhá. Hẹn anh em buổi live trên YouTube và TikTok của anh Lương Vịt vào tối nay. Còn các cổ đoạn này nó sẽ đánh theo kiểu sai web hướng lên này, nhóm vừa nó vừa này. Đấy, nó cứ tạo đáy sau càng đáy trước này, cứ tăng 5 chỉnh 3. Đấy, CTD ngày xưa nó cũng vậy nhá. Yeah. Ok, bye bye. Anh em có đăng ký vào nhóm thì nhắn qua Zalo trên link bio TikTok. Chúc cả nhà đầu tư thành công ạ.